là chiếc xe 7 chỗ thông thường mà là một ngôi nhà di động tiện nghi. Fortunio lên gói limousine theo yêu cầu riêng tại Bica. Cửa lùa điện giúp đóng mở cửa không tốn sức. Đi kèm là ốp hông mạ rơm đính chữ vô cùng mạnh mẽ. Ghế tay phụ được tạo form dáng mới, bọc da, đi kèm là bộ công tắc chỉnh điện. Ghế ngồi êm hơn và sang hơn. Tủ lạnh được đặt ở giữa hai ghế, tối ưu không gian, thể tích 12 lít, rộng rãi và làm mát hiệu quả. Màn hình Android thông minh, cảm ứng nhanh nhạy, hỗ trợ người dùng tốt hơn với nhiều app chức năng. Giải trí. Dẫn đường chính xác bằng hệ thống bản đồ. Chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm hoặc đề nổ từ xa bằng remote. Ghế limousine được thiết kế sang trọng với cụm gác tay lớn, gác chân và bọc da cao cấp. Điều khiển ghế bằng cụm công tắc mẹt sang trọng với các chức năng massage, làm mát, cổng sạc USB tiện lợi. Chỉnh điện gác chân dễ dàng. Chỉnh ghế ngả lưng để nghỉ ngơi tốt hơn. Đi xuống bên sau bằng bên hông hoặc là lối đi giữa. Trang bị màn hình mở ra thế giới giải trí sống động ở khoang sau. Đặc biệt, ghế có thể xoay 180 độ, tạo không gian thoải mái để trò chuyện họp mặt. Băng cuối xe thiết kế dạng sofa, liền lạc và rộng rãi, đặc biệt là chức năng chỉnh điện, nâng gác chân. Ngã ghế 180 độ, tạo thành một mặt phẳng, một chiếc giường êm ái. Thoải mái nghỉ ngơi trên chiếc giường của Fortunio. Tạo cụm gác tay ở phía sau xe. Đi kèm hộc đựng điện thoại, cốc đựng ly, trang trí đẹp mắt. Và tiện lợi hơn với gác tay nhập khẩu. Bọc da sang trọng, đặc biệt có hộc đựng đồ nhỏ gọn. Màn hình cảm ứng chỉnh ghế dễ dàng. Tiện lợi hơn với sạc không dây cho iPhone hoặc cắm sạc USB cho điện thoại Android. Ốp lưng hàng ghế cuối, thiết kế thẩm mỹ, tăng tính sang trọng hơn cho xe. Tối ưu không gian, thêm hộc đựng đồ, dễ dàng đựng những vật dụng linh tinh. Lót sàn giả gỗ bền bỉ, cứng cáp và tăng tính sang trọng hơn cho xe. Tách biệt hai khoang bằng vách ngăn thấp, thiết kế đẹp mắt từ Bica Limousine. Có hộc đựng đồ, hộc đựng ly và ốp gỗ đẹp mắt, đi kèm là hệ thống đèn LED lung linh. Vách ngăn được thiết kế tối ưu, giúp cho người ngồi ở băng 2 có thể gác chân thoải mái. Đến Bica, trải nghiệm xe là nhà theo phong cách khác biệt và duy nhất.